điện phân này hai điện cực trơ cái dung dịch hỗn hợp của chúng ta ở đây rồi thời gian là t dây này y bằng năm này thu được dung dịch x và hỗn hợp khí ở alot hỗn hợp khí nhá nhúng thanh sắt vào nhấc ra thì thấy không thay đổi ừ. thế bây giờ các em này, chúng ta cùng nhau đi ta xử lý cái bài này này ở đây ta có cái thông số liên quan tới cờ lời trừ trước này cờ là trừ là 0,24 này đấy đồng 2 cộng là được chưa nhỉ thế vì ở đây các em chú ý là vì là thu được hỗn hợp khí ở anốt thế cho nên ta xét ở bên anốt trước bên anốt của chúng ta hỗn hợp khí thì nó chỉ là cái gì thôi chắc chắn rồi nó phải là clo clo là bao nhiêu clo là không phải mười hai này nhá phần còn lại chắc chắn là oxy ta chưa biết để đặt nó là a đi ừ. bây giờ ta phân tích nhanh một chút này vì có oxy nhá cho nên chắc chắn là cái bên anốt này nó phải sinh ra h cộng nó sinh ra h cộng thì khi mà sinh H cộng như vậy thì uh, thanh sắt sẽ bị tan được chưa nhỉ đấy thanh sắt sẽ bị tan <laughs> thanh sắt sẽ bị tan mà ở đây người ta bảo là thanh sắt có khối lượng không đổi như vậy chứng tỏ là phải có thằng đồng hai cộng bám vào đồng hai cộng mà bám vào thì chứng tỏ là gì thằng đồng hai cộng nó phải dư cho nên ở đây ta sẽ suy ra được bằng bảo toàn e thì cái thằng đồng bị đẩy ra sẽ là 0,12 cộng với 2 a đấy được chưa nhỉ thì khi đó bây giờ ta ốp điền số điện tích cho cái dung dịch cuối cùng vào nhá thì cuối cùng của chúng ta sẽ có là cái gì nào na cộng này là à, 0,24 đấy SO4 2 trừ là 0,2 cái này các em biết số mol ở trên này hết rồi phần còn lại cuối cùng chỉ là thằng sắt 2 cộng thôi thì chúng ta thấy tổng âm là 0,2 trừ đi dương chỗ này là mới 0,10 0,12 nào thì thằng cộng cho sát 2 cộng sẽ là 0,08 đấy ừ. sát 2 cộng là 0,08 thì cái thằng sắt bị tan là 0,08 mol để chơi nhỉ Thế bây giờ để mà thanh sắt nó khối lượng không đổi ấy thì ta sẽ phải có cái phần tan ra là 0,08 này nhân với 56 nó bằng cái phần bám vào là thằng đồng bám vào là 64 tổng là 0,2 bị điểm phân từ đây thì cái phần dư hai cộng để để mà bám vào thanh chắc sẽ là thằng này trừ đi thằng này là 0,08 trừ đi 2a nhá Đấy. thì các em tìm ra được a nó sẽ bằng là 0,005 a là 0.005 thì từ đây ta suy ra là n e các em nắp vào thôi nắp vào đây hoặc nắp a vào đây cho nó ta tính là e ra là bằng 0,26 126 nó sẽ bằng y là 5 này nhân với t này và chia cho 96.500 thì từ đây ta tính ra được t bằng 5018 nhé 5018 mà người ta hỏi kết luận sau đây là đúng chỉ chắc chắn là c rồi nhé